Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cộng Review. Và trên tay mình đây đang hộp của một cái chiếc mic shotgun. Và cái mic này thì nó sẽ rất phù hợp dành cho bạn nào chuyên làm vlog. Và nó sẽ dành cho những thiết bị ví dụ như là for smartphone này, cho điện thoại thông minh và cho cả camera. Chiếc mic này thì nó đến từ thương hiệu Comica và với tên mã đó chính là VM10 Pro. Và mức giá của sản phẩm này thì mình có tham khảo trên gian hàng của Comica trên Lazada ấy, thì nó đang có mức giá rơi tầm khoảng là 1 triệu đồng. Một cái mức giá khá là dễ tiếp cận đối với những cái bạn nào mới bắt đầu sự nghiệp làm YouTube chẳng hạn, dùng để quay vlog. Và trong video hôm nay thì mình sẽ mở hộp cũng như là trải nghiệm nhanh về cái mic shotgun này xem nó có gì đặc biệt nhá. Đây, đằng sau đây thì cũng chỉ là một vài thông tin thôi. Mình sẽ phù hợp ra để cho các bạn xem. Ở trong đây nó sẽ có thêm một cái hộp nữa, cái cây nữa để bảo vệ đựng cho cái mic bằng cao su non phủ ở trên đây, sờ khá là mát tay. Tiếp theo mình sẽ mở cái phần khóa này ra. Thì phía bên dưới đây nó khá là nhiều phụ kiện, bao gồm sách hướng dẫn sử dụng này, cùng với đó là thẻ bảo hành. Đó, User Manual. Tiếp theo, đây là cái kẹp mic. Và kẹp này thì các bạn sẽ gắn ở trên đỉnh của máy ảnh, ở cái khu vực viewfinder đấy. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, một cái chiếc mic shotgun. Khá là khó lấy. Đây, nó rất là nhỏ gọn thôi. Cái độ dài của nó theo thông số của nhà sản xuất thì nó sẽ chỉ rơi vào tầm khoảng 9,2cm mà thôi. Đó, mình sẽ xem một vài phụ kiện khác. Đây là một cái mút lọc gió, các bạn có thể gắn nó vào đầu đây để có thể lọc được những tạp âm và những tiếng gió khi mà phỏng vấn hoặc là di chuyển ở phía bên ngoài, ngoài đường. Tiếp theo, một vài phụ kiện khác thì đây, nó sẽ có một cái dây 3,5mm và đây sẽ là dây TRS to TRS. Mà phân biệt vì sao? Đối với dây TRS thì nó sẽ chỉ có 3 khớp này thôi, đó, hai đầu. Tiếp theo cũng là một sợi dây cáp 3,5mm nữa. Tuy nhiên thì đây sẽ là một sợi dây cáp TRS to TRRS audio cable. Thì đây, phân biệt đó chính là cái cổng này nó sẽ có lên tới là 4 khớp. Với 4 khớp này thì nó sẽ dùng để cắm lên những thiết bị đó chính là smartphone hoặc là máy tính bảng hoặc là laptop. Còn đây, cái dây cái đầu này thì sẽ cắm trực tiếp vào cổng audio out của mic. Lát nữa mình sẽ chỉ rõ hơn cho các bạn. Đó, đây, cuối cùng sẽ là một cái sợi dây cáp nữa. Thì mình nghĩ đây sẽ là sợi dây cáp mà C2C, bởi vì ở trên cái chiếc mic này nó sẽ có một cổng C dùng để xuất ra âm thanh cũng như là thu âm thanh. Và đây là toàn bộ phụ kiện của cái chiếc mic shotgun VM10 Pro. Bây giờ thì mình sẽ nói kỹ hơn một chút về những tính năng của cái chiếc mic này nhé. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc mic shotgun Comica VM10 Pro. Và như mình đã nói từ đầu thì nó có một kích thước rất là nhỏ gọn, chỉ rơi tầm khoảng là chỉ dài khoảng 9,2cm mà thôi. Và cái đường kính này thì nó sẽ rơi tầm khoảng là 22mm, tức nghĩa là 2,2cm. Đó. Về các cổng kết nối thì nó sẽ bao gồm một cổng USB Type-C này. Và đây cũng là cái cổng để kết nối những thiết bị cần phải thu âm. Ở dưới đáy đây thì cũng là một cái cổng 3.5mm dùng để cắm tai nghe để có thể kiểm tra trực tiếp âm thanh. Và cũng là cái cổng ra để kết nối với những thiết bị khác. Phía đầu trên đây thì các bạn nhìn thấy đây chính là cái phần để các bạn thu âm trực tiếp. Vì là mic shotgun vậy nên là cái hướng thu âm của nó sẽ ở chính diện phía trước. Vậy nên là những tiếng thu ở phía bên cạnh này hoặc là phía đằng sau nó sẽ không rõ ràng bằng việc các bạn nói trực tiếp ở phía mặt trước của cái mic này. Ở đây chúng ta sẽ có một cái vòng xoay màu cam dùng để chỉnh gain khi mà thu âm ở trên chiếc mic. Nếu như các bạn muốn cái độ nhạy của tiếng thu âm nó cao thì có thể xoay về cái mức cộng này. Còn nếu như muốn độ nhạy nó thấp hơn thì có thể xoay vào mức trừ. Mình thì mình sẽ phụ thuộc vào cái độ xa gần của chiếc camera, mình sẽ xoay ở mức cho nó phù hợp. Tiếp theo, ở cạnh cái núm xoay màu cam này thì chúng ta sẽ có một cần gạt sang chế độ Digital hoặc Analog. Mình sẽ nói rõ hơn về hai cái chế độ này. Về cái chế độ Digital Mode này thì các bạn sẽ sử dụng cái cổng C này và sử dụng dây cáp C2C
để có thể kết nối với những thiết bị khác. Ví dụ như là smartphone. Đây, mình sẽ kết nối nhá. Mình sẽ kết nối với chiếc điện thoại của mình. Cũng sẽ sử dụng cổng sạc là USB-C luôn. Đây là cái chiếc Poco F2 của mình. Phía dưới đây. Ok, và cái chiếc mic này nó đã nhận. Có một đặc điểm rất hay ở trên cái chiếc mic này, đó chính là nó sẽ không cần phải sạc pin, mà nó sẽ sử dụng trực tiếp cái nguồn năng lượng từ thiết bị đầu ra. Ví dụ như smartphone đây, khi mà cắm, các bạn có thể nhìn thấy đây, nó sẽ có một cái đèn màu xanh biểu thị rằng nó đang được kết nối với smartphone, cũng như nó đã có cấp nguồn từ chiếc smartphone này rồi. Khá là tiện lợi và các bạn sẽ không cần phải sạc pin, sạc đi sạc lại quá nhiều. Và bây giờ thì mình sẽ test thử luôn cái khả năng thu âm của cái chiếc mic này khi mà kết nối với một chiếc smartphone Android nhé. Đây, mình sẽ rút nó ra. Bây giờ thì mình sẽ mở camera của chiếc máy này lên và quay một đoạn video và sử dụng cái mic thu trực tiếp từ cái cụm cam này nhá. Đây, mình sẽ quay luôn cái mic này. Đây là cái tiếng thu âm trực tiếp của cái chiếc Poco F2 Pro bằng mic của chiếc máy này luôn. Đây, mình chưa kết nối với chiếc mic nhá. Chiếc mic vẫn còn đang rời nằm ở phía bên ngoài đây. Còn đây là cái tiếng thu âm của cái chiếc mic VM10 Pro khi mà mình đã kết nối với chiếc Poco F2 Pro và mình sử dụng cái mic rời. Các bạn có thể kiểm chứng xem cái chất lượng thu âm của nó như thế nào, bởi vì sau khi mình edit thì mình mới có thể nhận xét được, chứ hiện tại bây giờ mình sẽ để cho các bạn tự đánh giá nhé. Một đặc điểm nữa khi mà quay ở cái chế độ Digital Mode này thì các bạn có thể nghe trực tiếp âm thanh thu được từ cái chiếc mic này bằng việc kết nối tai nghe với chân 3.5mm ở phía dưới cái cổng dưới cạnh đáy này. Khi mà thu âm thì các bạn có thể nghe trực tiếp âm thanh thu được của chiếc mic này ra tai nghe này luôn. Đây là một cái đặc điểm mà những bạn nào mà quay video chuyên nghiệp, quay phim chuyên nghiệp thì cũng rất là quen thuộc rồi, bởi vì cái việc kiểm chứng âm thanh đầu ra nó sẽ tốt hơn trong quá trình mà các bạn ghi hình. Ngoài ra ở trong cái chế độ Digital Mode này thì các bạn có thể kết nối, sử dụng cái chiếc mic này kết nối với những thiết bị khác. Ví dụ như iPhone thì các bạn sẽ phải sử dụng một cái cổng adapter chuyển đổi để chuyển từ cổng C này sang cổng Lightning, hoặc là dùng iPad. iPad thì đã có một vài mẫu đã có cổng C rồi thì các bạn có thể sử dụng trực tiếp với cáp này. Còn với laptop thì các bạn sẽ sử dụng một cái cổng chuyển đổi từ USB-C sang một cái cổng USB-A để cắm vào cái cổng USB ở trên cái thiết bị laptop thì mới có thể sử dụng được ở chế độ Digital Mode này. Còn với chế độ Analog thì đây, với chế độ Analog thì các bạn sẽ thường hay sử dụng, đó chính là quay video với camera. Khi mà gạt sang chế độ Analog này thì các bạn sẽ sử dụng thuần với mình, đó chính là hai sợi dây cáp này. Để kết nối với camera thì các bạn sẽ sử dụng cái sợi dây cáp TRS2TRS này. Đây, các bạn sẽ cắm ở phía dưới cái cổng out bằng 3.5 ở phía dưới cạnh đáy. Và cái đầu này thì các bạn sẽ cắm vào cái cổng 3.5, cổng mic nhá, ở trên cái thiết bị camera. Bây giờ thì mình sẽ setup hoàn chỉnh một cái combo mic shotgun với một chiếc máy ảnh camera. Đây, đây là cái kẹp của nó, thì mình sẽ gắn cái chiếc mic này lên cái kẹp. Rất đơn giản. Sau đó thì mình sẽ lồng cái chống nhiễu lọc gió này đi. Ok. Đó. Tiếp theo, mình sẽ tiến hành lắp cái mic này lên phía bên trên. Mình sẽ xoay cho nó cố định. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng cái sợi dây cáp TRS2TRS. Đó. Cái đầu hai chân này, hai chấu này. Đây các bạn nhìn thấy. Mình sẽ cắm một cái vào cái phần dưới đáy cổng out của mic. Và cái phần này, cái chân này, bởi vì cái chiếc Fuji XT30 này của mình ý, thì cái chân mic của nó sẽ chỉ là chân 2.5 thôi. Vậy nên là mình sẽ bắt buộc phải sử dụng một cái adapter chuyển đổi này từ chân 3.5 sang chân 2.5mm. Mình sẽ cắm thật chặt nhá. Đây, mình sẽ cắm nó vào cái
lỗ mic của cái chiếc Fuji XT30 này. Và đây là một cái combo hoàn chỉnh để quay vlog một mình. Và các bạn nhìn thấy là cái chiếc XT30 này của mình nó đã rất nhỏ gọn rồi. Và cái chiếc mic này thì nó cũng nhỏ gọn không kém, cầm như kiểu là không có gì cả, nó rất là nhẹ nhàng luôn. Vì mình đang quay video của mình, vậy nên là mình sẽ tháo cái mic shotgun này xuống để có thể hướng cái mic, hướng cái phần mic chính này về phía miệng của mình nói. Và đây là cái video mà mình sẽ quay từ chiếc Fuji XT30 này, và mình sẽ chèn nó vào góc của video này, và mình sẽ lấy âm thanh của cái chiếc Fuji XT30 này khi mà sử dụng cái chiếc mic này nhá. Đây, mình sẽ bật nó lên cho các bạn xem cái rõ nhất cái phần mà mình ghi hình là mình đang quay cái đồng hồ cát kia. Bây giờ thì mình sẽ bấm ghi hình nhá. Và đây là âm thanh được thu âm bởi cái chiếc mic shotgun VM10 Pro. Các bạn có thể đưa ra nhận xét về cái chất lượng thu âm của cái chiếc VM10 nó sẽ như thế nào ở phía bên dưới phần comment nhé. Và mình cũng sẽ test luôn cái hiệu quả của chiếc mút lọc gió này nó có tốt hay không nhé. Bây giờ thì mình sẽ bật một chiếc quạt ở phía bên ngoài lên, hướng thẳng cái mic thu âm này về cái phía của chiếc quạt, tạo giả cái tiếng gió khi mà các bạn thu âm ở ngoài đường hoặc là ở nơi di chuyển có tiếng ồn. Đây là âm thanh được quay từ cái chiếc Fuji XT30 mình vẫn đang quay nhá. Mình vẫn đang để một cái video demo và âm thanh thì sẽ lấy trực tiếp từ cái chiếc Fuji XT30 này luôn. Đó là cái chất lượng âm khi mà có mút. Còn bây giờ mình sẽ thử tháo cái chiếc mút này ra. Đây là âm thanh khi mà đã tháo mút lọc gió. Các bạn có thể nhận thấy được cái sự khác biệt hay không? Mình thì hiện tại mình chưa thể biết được, bởi vì khi mà mình edit video thì mình mới có thể nhận xét được cái khả năng lọc gió của chiếc mút này. Tiếp theo, ở chế độ analog, ngoài việc kết nối với camera để thu âm thì các bạn có thể kết nối cái chiếc mic này với những thiết bị khác, ví dụ như là một chiếc smartphone có jack cắm 3,5mm hoặc là một chiếc laptop. Để kết nối được thì các bạn sẽ sử dụng cái sợi dây cáp thứ hai ở trong hộp với phụ kiện đi kèm. Thì một đầu đây cũng là chân 3,5mm, tuy nhiên thì các bạn có nhìn thấy là nó sẽ chỉ có hai khớp mà thôi. Với hai khớp này thì các bạn sẽ cắm ở phía dưới đầu cổng ra. Còn đầu này các bạn sẽ cắm trực tiếp vào thiết bị smartphone. Ví dụ như chiếc máy nào có jack cắm 3,5mm thì các bạn sẽ cắm với cái đầu 3 pin, 3 chấu này vào cái cổng 3.5 đó. Nếu như cổng 3.5 ở trên smartphone ấy có kết nối được 3 chấu này thì nó sẽ tích hợp luôn khả năng thu âm. Ở trên laptop cũng vậy luôn. Và đó là cái trải nghiệm nhanh của mình về chiếc mic shotgun Comica VM10 Pro. Với mức giá khoảng 1 triệu đồng thì mình nghĩ đây là một chiếc mic khá là phù hợp dành cho những bạn nào có kinh tế eo hẹp mà muốn sở hữu một cái chiếc mic thu âm có chất lượng ổn trong tầm giá. Thì mình nghĩ đây là một cái sự lựa chọn không tồi. Nó có đầy đủ các phụ kiện để các bạn có thể sử dụng cũng như là nhiều chế độ khác nhau. Và có một đặc điểm mình rất thích ở trên chiếc mic này, đó chính là các bạn sẽ không cần phải sạc pin mà các bạn sẽ sử dụng trực tiếp nguồn điện từ thiết bị, ví dụ từ máy ảnh ra. Ở chế độ analog này thì sẽ sử dụng điện từ cái chiếc máy ảnh luôn, hoặc là chế độ digital khi mà kết nối smartphone thì nó cũng sẽ sử dụng nguồn điện từ smartphone chứ không cần phải sạc pin. Đây là một điểm khá là tiện lợi ở trên cái chiếc mic VM10 Pro này. Và bạn nào muốn tham khảo cái chiếc mic shotgun VM10 Pro đến từ thương hiệu Comica thì có thể truy cập link mình để phía bên dưới phần mô tả nhé. Tham khảo ở trên Lazada. Hiện tại thì mức giá của nó sẽ chỉ rơi tầm khoảng là 1 triệu đồng mà thôi. Còn các bạn thì các bạn nghĩ sao về cái chiếc mic shotgun rất là nhỏ gọn này, Comica VM10 Pro, thì xin mời hãy để lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn các bạn theo dõi video của bây giờ. Thì xin chào và hẹn gặp lại.